speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find I'm not afraid to die.
vở kịch thì cho thấy cái cám dỗ đầu tiên đó là có thể là một phần nào đó nói về người ứng sinh, về cái đam mê những cái công nghệ mới. Đôi lúc họ bị cuốn hút vào trong cái đó, và khi đam mê những công nghệ mới như vậy, họ lại tiếp tục. Vâng, đây là thế hệ iPhone 10. Cái vấn đề thứ hai đó là khi mà họ đam mê vào công nghệ, họ muốn được đạt thêm nhiều cái nữa, và họ muốn cái quyền lực của họ càng ngày càng được lớn lên. Đó là nhân vật này. Là tiếp theo đó là khi mà anh lấy cái hộp, cái thứ ba muốn nói tới, khi mà đam mê quyền lực như vậy thì nhiều lúc con người chúng ta dễ sa đọa vào những cái tệ nạn, ví dụ tiền bạc, sau đó rồi nghiện hút, và có thể là đôi lúc chúng ta đi sâu vào dục vọng của chính bản thân mình, và những cái lúc đó như là cảm thấy sự muốn trở về nhưng không thể trở về được bởi vì chưa biết bám víu vào ai. Thì người thì sự giằng chéo ở giữa nhân vật chính của những suy nghĩ về Chúa, thì khi đem đó ma quỷ đem ra tới làm cho hành hạ thân xác mình, và có thể là muốn tự sát chính mình, muốn kết thúc đời của đời mình. Nhưng khi suy nghĩ lại điều đó thì họ nghĩ tới cái điểm tựa lớn nhất của họ chính là Giê-xu.